Ok các bạn, đây là game Zombie Cruise Saga và mình đang chơi Phi và 2. Nhiệm vụ mình là phá 28 cái bánh bao này. Đây thì là mình có thể phá rồi nhưng mà ăn nhiều lắm hơn. Ăn nhiều lắm hơn. À, nhưng mà có người chơi rồi. Ok, đã hiểu. Quá lâu rồi. Sweet. Ok. Mười 108.000 điểm. Ok, next level 3. Còn đây level 3. Level 3 yêu cầu là ăn có 20 lần chơi và ăn được 5 lần cộng dồn một lần đá. Mấy cái video vào đầu tiên thì khá là ok, dễ. Ok, phá 10 cái bánh bao này và ăn 2 lần này. Còn 14 được chơi nữa. Ok, xong luôn. Sugar Crush.
Ủa không ra đâu chứ. Và máy là ăn 29 kẹo xanh à, mình còn 23 lượt nhiều cái nữa. Ok, 29 kẹo xanh. Sweet. Được, được. Ý là em không biết người nào thế còn người ta yêu cầu như nào. Ừ, chị Điền vọng được mà chị về phía tay cũng được. Sugar Crush. Không Điền ạ. Ý là cho chị em Điền là lấy sao xin ra được. Không được. Ok, tiếp tục đi vào 8 nữa mọi người nhé. Đi vào 8 là có chương trình đóng băng. Quá 18 cái băng này. Ok. Băng này. Ít băng này, à không 2 cái. Chơi luôn. Xăm luôn. Sugar Crush. Thank you.
50 năm cái này. Nó có 20 lượt chơi thôi. Đạt 268.000 điểm, hy vọng là điểm đi vào 11. Ok. Đóng băng. Đóng băng. Sugar Crush. Ok. Qua số 11. Không sao. Không sao mình chứ gì vậy. Đi vào 12.
Sugar Crush. Thank you.
ta nữa. Sugar crush.